nó mơ. Vậy quý tôi tài hả? Ừ, cái gì nhiều bị phơm tần này hả? Nhiều lắm trời. Nắng chết luôn. Đi kiếm tổng, triệu kiếm tổng vlog. Triệu tổng ra tránh nhiệt ánh. Kính thưa toàn thể các đại biểu, quý quan viên hai họ, quý cô dì chú bác cùng toàn thể bạn bè nam thanh nữ tú của cô dâu Lan Hương, chú rể Văn Triều trong buổi buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể các đại biểu, kính thưa hoàng hôn, theo như thời gian bà chủ hôn của chúng tôi đã thì đúng vào lúc 11 giờ trưa ngày hôm nay, ngày 10 tháng 9 năm Nhâm Dần, thì tại tư gia của gia đình ông bà chủ thôn, ông Đặng Kiềm Sơn, bà Đặng Mùi Lưu, chúng tại địa chỉ thôn Đắc Na, xã Tân Thành, huyện Crong Nô, tỉnh Đắk Nông, sẽ vui mừng long trọng tổ chức buổi tiệc mừng lễ phục quy, mừng hạnh phúc trong năm cho người con gái trưởng nữ của gia đình, đó chính là cô dâu Lan Hương, sánh duyên cùng chú rể Văn Triều, Phú Nam, con của gia đình ông Đặng Phụ Tòng và Đặng Mùi Phan, trú tại địa chỉ thôn Đắk Na, xã Tân Thành, huyện Crong Nô, tỉnh Đắk Nông. Và cũng chính vì lý do thân thương tuyệt vời ấy, như vé thiệp hồng đã được mang tin đến toàn thể quý vị khách quý. Và toàn thể quý vị khách quý chúng ta đã không mất những thời gian vàng bạc quý báu của mình trên khắp mọi nẻo đường thân thương, cùng trở về đây chung chia sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc cùng với gia đình. Và ngay bây giờ đây, xin được trân trọng mời toàn thể quý vị đang còn nán lại ở phía ngoài của khuôn viên hôn trường họ nhà gái của chúng tôi ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng vui lòng rời gót, tiến vào trong khuôn viên của hôn trường, chọn cho mình những hàng bàn giấy ghế, cũng như chúng ngồi thật là ưng ý thích hợp, và hãy cùng vui lòng chờ đợi trong giây lát nữa thôi. Thì buổi tiệc mừng lễ phục quy, mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ của chúng tôi sẽ được diễn ra hết sức trang trọng. Một lần nữa, xin được thay lời cho gia đình ông bà chủ hôn, đỡ lời cho cô dâu và chú rể, dịch vụ gia tránh nhận ánh, anh em dàn nhạc Bình Thùy cùng ảnh viên áo cưới, xin được hân hoan chào đón và xin được trân trọng kính mời. Tăng đường mà xe máy đừng có qua đây nữa. Để mi về chia với chị nó lại. Mình nói lo cái này,